Chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Minh Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Minh Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, qua thời gian giúp phục hồi thận của nhiều bạn sau lọc thận, tôi có rút ra được một số kinh nghiệm. Tôi xin chia sẻ lại để các bạn nắm bắt nhằm áp dụng cho mau khỏi. Thứ nhất, cần bổ tỳ vị. Nhiều bạn chỉ lo uống bát vị hoàn, lục vị hoàn để phục hồi thận mà không chú ý đến bổ tỳ vị, đến nỗi tỳ vị ngày càng suy yếu. Khi tỳ vị yếu cũng gây nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận, có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, ăn không được, chân tay mỏi mệt, mất sức, có trường hợp dẫn đến tăng cao huyết áp mà uống thuốc tây cũng không hạ được, hoặc có thể gây hạ huyết áp khiến tình trạng nguy hiểm. Do đó các bạn cần uống thuốc bổ tỳ vị xen kẽ trong ngày song song với thuốc bổ thận. Tôi theo dõi thấy bạn nào uống thuốc bổ tỳ vị thì sự đào thải creatinine và ure nhanh hơn là chỉ uống thuốc bổ thận. Các bài thuốc bổ tỳ vị có tác dụng mạnh là bài phụ tử lý trung thang và bài quế phụ lý trung thang. Kinh nghiệm thứ hai là các bài thuốc có tính nóng giúp đào thải nhanh creatinine và ure. Các bài thuốc có tính nóng giúp đào thải nhanh creatinine và ure như bài phụ tử lý trung thang, bài quế phụ lý trung thang, bài bát vị, bài nhục quế và mật ong. Ngược lại, các bài thuốc bổ âm có tính mát thì lại làm tăng creatinine và ure như bài lục vị, bài tứ vật. Kinh nghiệm thứ ba là cần bổ tỳ vị trước, sau đó mới bổ thận. Một số bạn tỳ vị suy yếu hơn thận, do đó lại cần bổ tỳ vị trước. Khi tỳ vị đã mạnh mới bổ xen kẽ với thận, như vậy cơ thể mới ổn. Và kinh nghiệm thứ tư là cần uống bài bát vị rất mạnh. Một số bạn người rất lạnh, lạnh tới trong xương, như vậy là cả tỳ vị, mệnh môn hỏa, thận dương đều rất suy. Nếu uống bát vị hoàn của công ty OPC đấy thì sẽ không đủ sức. Loại này chỉ có tác dụng bổ thận dương trung bình, lượng phụ tử và nhục quế là 4 gram và lượng thuộc địa là 20 gram. Làm bệnh trầm trọng hơn, hoặc có bạn uống rất lâu hàng tháng mà người không nóng nổi, hoặc càng uống
càng thấy lạnh. Như vậy, bạn phải làm bài bát vị rất mạnh như tôi đã hướng dẫn, tức là mức độ cực đại, những cái vị thuốc mà hôm qua tôi đã nói đấy, tức là tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lượng phụ tử và nhục quế thì mới có khả năng phục hồi thận dương được. Ngoài ra còn phải uống cả nhục quế và mật ong và bài phụ tử lý trung thang thêm vào thì mới có kết quả tốt. Còn thận hư chúng ta biết đấy, do bẩm sinh suy thận, hoặc là trước đây ta là bị sinh non, bố mẹ ta sinh chúng ta là trong trường hợp sinh non, vì thế mà chúng ta phải xoa bóp nhẹ, phải nhẹ, phải êm, không dùng lực, điều trị lâu dài, ăn uống theo nguyên tắc lượng ít nhưng mà chất tốt, không sốt cao nhưng lưng đau, mắt hoa, mờ, đỏ, tai bị ù, hai chân rất nóng nhưng mà không muốn đi. Thì cái huyệt đầu tiên chúng ta phải châm cứu là huyệt ấn đường, châm trách sâu một phân, cứu 2 đến 3 mồi, từ 3 đến 5 phút. Đây là huyệt ấn đường. Đó. Ở trên sống mũi mà giữa hai cái lông mi đấy, hai lông mày đấy, phải không? Huyệt thứ hai là huyệt thái dương. Chúng ta biết đấy, ở hai bên thái dương. Đó, huyệt thứ hai là huyệt thái dương. Nhưng mà lưu ý đấy, khi mà châm cứu huyệt này thì rất dễ gây ngất, choáng. Huyệt thứ ba là huyệt phong trì. Đây, huyệt phong trì. Châm thẳng từ 5 đến 8 phân, châm bên tả hướng mũi kim về mắt bên hữu và ngược lại. Bên hữu thì lại châm ngược sang bên tả, về hướng bên tả. Và cứu từ 3 đến 7 phút. Tiếp theo là huyệt đại trùy. Đấy, chỗ lõm mé trên đốt sống lưng, dưới đốt sống cổ 7. Huyệt dưới xương to ở cổ châm, ở cổ đấy, châm thẳng và cứu từ 5 đến 15 phút. Tiếp theo là huyệt thận du. Nằm ở dưới đốt sống thắt lưng 2. Ngang giá mỗi bên 1,5 thốn. Huyệt này có tác dụng rót kinh khí vào tạng thận. Sau đó tôi vuốt từ thận du lên tâm du để tả hỏa, tả nhiệt.
Nếu trường hợp mà bị sốt nhiệt đấy thì huyệt tâm du, thì đây huyệt tâm du nằm ở đây đó, sau lưng dưới đốt sống thứ năm và ngang ra mỗi bên phải 5 thốn. Huyệt này có tác dụng đưa kinh khí vào tạng tâm, và vuốt thông kinh thận thủy. Vuốt từ vuốt thuận theo chiều từ âm cốc đến hoành cốt. Đấy, từ âm cốc thuận theo chiều lên đến hành hoành cốt. Vuốt 6 lần giúp thông thận khí, thận dương và chức năng lọc thận. Vuốt 9 lần thì thông thủy lọc huyết. Còn ở hỏa đoạn, đây hỏa đoạn đây, thì vuốt bổ từ nhiên cốc lên đến thái khê để chữa bệnh thận lạnh, đi tiểu nhiều. Còn vuốt tả thì là từ thái khê xuống đến nhiên cốc để chữa thận nhiệt, bí tiểu, tiểu gắt. Có trường hợp bị viêm thận thì muốn tiêu viêm thận thì chúng ta phải day tả huyệt thủy phân. Đây huyệt thủy phân đây, từ rốn thẳng lên 1 thốn. Huyệt có tác dụng làm cho nước, tức là thủy đấy, tiêu đi, tức là phân. Phân tức là tiêu đi, huyệt thủy phân. Còn trường hợp thận tinh bất túc, phải bổ thận trợ dương thì chúng phải bổ liệt thận du, tam tiêu du, phục lưu, liệt khuyết, mệnh môn, quan nguyên. Thì cái này thì là chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể sau, nếu trường hợp mà các bạn đến địa chỉ của nhà tôi thì chúng tôi sẽ châm cứu theo những cái đó. Còn như hôm trước chúng tôi giới thiệu là sử dụng cơ kỳ tử. Thì câu kỳ tử là có vị cay vừa, khí ấm vừa và mát, bổ âm, nhưng tính của nó là âm trong có dương nên nó làm mạnh được khí. Xét cho đúng thì nó chỉ xét cho dương một phần nào thôi, chứ không có tính cách kích động, nên những người biết dùng thì dùng để tiếp thêm sức cho thuộc địa là đúng. Những người bị chân âm suy tổn mà đau ở sau lưng, dưới rốn, mê man, dùng nó thì sẽ công hiệu. Mà chúng ta biết câu kỳ tử vị ngọt tính bình là vị thuốc chính để chữa thận. Vì vậy mà bổ thận ích tinh, khi thận thủy đã mạnh thì gân xương sẽ rắn chắc vững vàng, nên chứng tiêu khát sẽ lui cả. Còn những chứng như mắt mờ, tai điếc, lưng đau, chân yếu cũng theo đó mà biến mất. Thì đấy, cho nên là những người bệnh thận thì như tôi đã giới thiệu ở trước đấy, nên dùng câu kỳ tử. Còn trường hợp muốn làm sạch thận thì cũng rất đơn giản. Theo kinh nghiệm của cha ông chúng ta từ xưa đến nay là dùng dưa hấu để làm sạch thận. Vì sao? Vì dưa hấu rất giàu kali,
một chất có tác dụng đào thải các chất độc gây hại cho thận. Thêm vào đó, nó còn rất hữu ích trong việc giảm bớt uric. Và từ đó đấy, khi đã giảm bớt uric đấy, thì sẽ làm giảm các nguy cơ gây hại cho thận và sỏi thận, sạn thận, urat đấy, sỏi urat. Đó, thì đấy là tác dụng của dưa hấu mà chúng ta ít khi để ý. Nó làm sạch thận, hết sỏi thận. Đấy, cảm ơn tất cả quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.